Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 7 ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi, là ngày 15 tháng 7. Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối giờ Cali. Và Thuận muốn dành thời gian trong video này để mà chia sẻ với các bạn những thông tin nổi bật. Chúng ta cũng sẽ nói tới những tài liệu liên quan đến thị trường tài chính nói chung, nhất là sau khi mà chúng ta nhận được thông tin liên quan đến chỉ số CPI đó rất là cao Chúng ta nhớ là hôm qua thông báo là 9.1% Trong vòng 12 tháng qua thì sau đó chúng ta có thấy những động thái nào Đến từ Fed có nghĩa là những cái dấu hiệu gì cho chúng ta thấy được là cái cuộc họp cuối tháng này đó, ngày 27 tháng 7 thì lúc đó họ sẽ có quyết định như thế nào. Chúng ta cũng sẽ chia sẻ tiếp tục về thông tin liên quan tới Celsius. Hôm qua chúng ta đã biết là Celsius đã khai phá sản chapter 11, nghĩa là được bảo vệ phá sản đó thì chúng ta có thể thấy những thông tin gì đã được chia sẻ ngày hôm nay. Và đặc biệt đó là chúng ta có thể nhìn lại trong quá khứ xem coi là có công ty nào mà khai phá sản được bảo vệ và sau đó sống lại hay là không. Đó cũng sẽ là điều chúng ta nói tới thường cũng sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin nổi bật liên quan đến thị trường crypto. nhưng mà trước hết á, thì chúng ta sẽ nói về JP Morgan ngày mai đó là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ thì ngày mai đó thuận sẽ không có video chia sẻ với các bạn ngày mai thường bộ một số công việc nhưng mà chúng ta hôm nay sẽ cố gắng chia sẻ hết những gì mà thuận biết cho tới thời điểm bây giờ. thì sáng nay thứ dậy đó JP Morgan đã, đã có một cái thông báo xấu liên quan đến cái thu nhập quý 2. chúng ta bây giờ đã bước vào cái mùa khai báo thu nhập rồi. thì JP Morgan nói là thu nhập cái quý 2 của họ đó đã giảm 28% thì tại sao mà thu nhập của JP Morgan đã giảm thì dựa theo thông tin đó là họ có một số những cái nợ xấu và vì lý do đó đó họ cần phải gây dựng lại một số những cái tiền trên ngân khố để mà bù đắp lại và cái khoản đó là khoảng 428 triệu thì nói chung đó, đó là lý do tại sao mà JP Morgan không có nhiều lợi nhuận như là nhiều người nghĩ Chúng ta thấy được là vẫn có lợi nhuận Chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng số doanh thu đó là 31,63 tỷ vẫn thấp hơn là con số 31,95 tỷ mà nhiều người ước tính và điều này đó dẫn đến là JP Morgan cổ phiếu đã giảm 5% và dẫn đến là cổ phiếu của JP Morgan đã giảm cái mức thấp nhất trong vòng 52 tuần qua có nghĩa là một năm qua thêm vào đó đó là ngân hàng JP Morgan ra thông báo là họ sẽ tạm ngưng cái việc là thu mua lại cổ phiếu của mình tại vì một trong những chiến lược mà họ đang thực hiện đó chính là dùng tiền công ty để mà thu mua cổ phiếu trên thị trường đương nhiên đây là kích thích cái sự tăng trưởng giá cả của cổ phiếu của JP Morgan nhưng mà cũng sẽ bị tạm ngưng nói chung đó thì JP Morgan là ngân hàng tính theo cái vốn hóa trong công ty đó là ngân hàng lớn nhất tại Hoa Kỳ cho nên rất nhiều người quan tâm đến là JP Morgan đang có những cái động thái như thế nào và thu nhập ra sao cho nên đây là cái thông tin lớn và JP Morgan thì họ nói là cái thu nhập đợt này cũng không phải là tệ lắm đâu nhưng mà họ cũng đưa ra một số những cái nhận định là nếu như cứ tiếp tục đó chúng ta thấy được là cái kinh tế thế vĩ mô không tốt chúng ta nói tới là lạm phát khắp nơi à, mọi người đó thì bây giờ đang muốn thủ và không muốn sử dụng nhiều tiền và cứ tiếp tục như vậy đó chúng ta tiếp tục thấy là cái lãi suất tăng cao thì sẽ dẫn đến là mọi người đó không có tiếp tục chi tiêu nhiều nữa và sẽ dẫn đến là kinh tế giảm xuống mà đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến ngân hàng đó chính là cái lời phát biểu của jp morgan cho nên đợt này thì chưa phải là tệ lắm nhưng mà cứ tiếp tục đó thì có thể là những cái quý sau sẽ tệ hơn nữa và chúng ta cũng đã biết là hôm qua đó đã có cái thông tin chỉ số lạm phát CPI đã 9.1% cao nhất trong vòng 40 năm qua và mọi người đang chờ đợi xem cơ là Fed có những động thái như thế nào thì chúng ta cũng có được một cái lời phát biểu. Đây là phát biểu đến từ thống đốc của Fed đó chính là Chris Waller. Thì như này đó nói là trong cái cuộc họp tới đây đó khi mà Fed họp ngày 27 tới tháng 7 đó, lúc đó thì Chris Waller nói là ông ta sẽ ủng hộ cái phần trăm tăng lãi suất đó là thêm 0.75 Nhưng mà đã nhớ là tháng vừa rồi đó thì chủ tịch của Fed là John Powell Nói là bây giờ đó khả năng tăng trong tháng 7 này là tăng thêm 0.5 đến 0.75 Nhưng mà sau khi thấy cái tài liệu lạm phát đó Thì Chris Waller nói là sẽ ủng hộ việc tăng 0.75 Đương nhiên đây chỉ là một thống đốc mà thôi Chúng ta thấy được là Fed có nhiều thống đốc cũng như là có nhiều những cái chủ tịch Mọi người đi bỏ phiếu nhưng mà ít ra chúng ta cũng biết được một người là ủng hộ việc tăng cái lãi suất thêm 0.75 Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục thấy cái dữ liệu xấu hơn đó, thì từ đây tới đó có thể là sẽ tăng cao hơn nữa, tăng tới 1% Và ngay thời điểm bây giờ đây chúng ta cũng đã thấy là hợp đồng tương lai của Fed cho sao, chúng ta thấy được là Fed Fund Futures thì bây giờ đó là hầu như 50-50 50%, 50, 50 nghĩ là sẽ tăng 0.75 Và 50% nghĩ là sẽ tăng 1% Trong cái cuộc họp tới đây ngày 27 Tây Có nghĩa là chúng ta còn 12 ngày và 14 tiếng nữa Khi mà tới gần hơn nên Thuận sẽ chia sẻ với các bạn Là tin lúc đó mọi người nghĩ là Fed sẽ tăng bao nhiêu Và đương nhiên con số mà 9.1% Phần trăm làm phát đó phần trăm đó chỉ là cái phần trăm được chia sẻ bởi bộ lao động của Hoa Kỳ mà thôi. Chứ còn nếu chúng ta nói chính xác hơn nên thì rất là khó biết nhưng mà nhiều người nghĩ là cái khả năng là cái phần trăm lạm phát thật sự đó là cao hơn 9.1% rất nhiều. Và có một cái trang web đó gọi là trueflation.com. Đây là một trang web đó mà họ thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn và họ muốn cho mọi người có thêm một cách nhìn thật hơn về phần trăm lạm phát ở Hoa Kỳ như thế nào thì dựa theo Truplation á thì họ nghĩ là phần trăm lạm phát thực sự là khoảng 10.3% thì có nghĩa là cao hơn cái con số 9.1 được thông báo chính thức chỉ số CPI và chúng ta cũng đã biết là nhiều người bây giờ đang nghĩ là có thể 9.1 đó đã là cái phần cao nhất rồi tại vì chúng ta đã thấy được là trong tháng này đó một trong những cái uh, chi tiêu có sự tăng trưởng nhiều đó chính là xăng dầu và xăng dầu đó cũng đã bắt đầu có cái xu hướng giảm cho tháng 7 rồi cho nên nhiều người có kỳ vọng là tháng sau chúng ta sẽ thấy cái phần trăm lạm phát sẽ cận lại và thậm chí có dấu hiệu giảm xuống và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái chỉ số mà được đưa ra bởi Chewflation đó Thì chúng ta nhìn vào trong dòng từ đầu năm tới bây giờ đó Thì cái mức cao nhất được chia sẻ trên đây đó thường thấy được là khoảng chừng là 11.5% Và đó là cái thời điểm khoảng chừng là cuối tháng 3 Cho đến bây giờ đó cái phần trăm này đó đã có cái dấu hiệu giảm xuống Các bạn thấy được là từ 11.5% đã giảm xuống tới mức bây giờ đó là chỉ còn khoảng chừng là 10.29 mà thôi Tài liệu mới nhất ngày 13 Tây cái sự khác biệt ở đây đó là chúng ta thấy được là cái phần trăm lạm phát CPI là mỗi tháng tính một lần nhưng mà cái tài liệu này là cái dữ liệu mà được thu thập và tính theo từng ngày có thể cho chúng ta thấy được là cái sự lên xuống ra sao ít ra cả hai khi mình nhìn vào CPI đó nhiều người cũng nghĩ là tháng tới này CPI sẽ có cái xu hướng giảm so với lại mức 9.1 tài liệu được chia sẻ bởi Trueflation cũng cho thấy được là có cái dấu hiệu giảm xuống khi mà nói tới cái phần trăm lạm phát ở Hoa Kỳ và chúng ta cũng thấy được là có cái gì đó đang xảy ra dẫn đến là chúng ta thấy là một đồng đô la bây giờ đó so với euro một đô la bây giờ đó là bằng một euro các bạn thấy được là một euro bây giờ là 1.002 hồi sáng này đó có một thời gian ngắn là một đồng đô la nhiều hơn là một euro nữa, có nghĩa là đồng euro ra mất giá rất nhiều. Và chúng ta có thể nhìn cái biểu đồ bên dưới này ra từ cái thời điểm là ngày 28 tháng 4 năm 2014, đó là cái mức mà chúng ta thấy được là một đồng 39 đô la mới bằng một euro mà thôi. Nhưng mà sau đó, đó đã đi xuống cho tới mức bây giờ, các bạn thấy được là hầu như là một trên một rồi. Lý do thì cũng đã chia sẻ với các bạn là có thể là tại vì Bây giờ Fed đang siết chặt cùng tiền, đồng đô la đang mạnh và ngược lại ở Euro đó thì vẫn chưa tăng lãi suất lần nào hết và lạm phát cũng cao. Nhưng mà cái sự ảnh hưởng nói chung nó thường vẫn chưa có hình dung được về cái việc là hai bên số nhập khẩu như thế nào và ảnh hưởng ra sao dài hạn khi mà có thêm thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn nói chung đó, thì khi mà chúng ta thấy đồng đô la mạnh thì từ châu âu xuất nhập khẩu qua bên hoa kỳ đương nhiên là sẽ tốt hơn tại vì đồng đô la đang mạnh nhưng mà ngược lại nhập hàng hóa từ hoa kỳ vào trong châu âu nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98. Với Coin98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat này đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin98 Extension và Coin98 Super App. chỉ cần, truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ bạn có thể dùng thẻ Credit, Debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi hãy tải Con 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay. Sáng nay có nhiều thông tin bất lợi thì các bạn nghĩ là thị trường chứng khoán sẽ ra sao? Các bạn đã thấy được là hôm qua đó là một màu đỏ và chúng ta có thể nhìn thấy được là kết thúc chứng khoán hôm nay ra sao? Thì kết thúc bây giờ đó là chúng ta sẽ thấy được là những cái chỉ số như là Dow Jones xuống khoảng chừng là 142 điểm, à, xuống 0.46%. S&P 500 cũng tương tự là cây màu đỏ xuống 0,3% Chỉ có là Nasdaq là hôm nay đi hàng ngang mà thôi Nhưng mà hôm qua cũng là màu đỏ Chúng ta có thể nhìn thấy được là pre-market bây giờ thì xanh lại một chút Cả ba Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đều đã xanh lại còn về dầu ra sao, dầu đó các bạn thấy được là vẫn tiếp tục dưới 100 đô trong một thùng dầu Bây giờ hợp đồng là mức 96 đô và 34 cent Còn về vàng thì sao, vàng thì các bạn thấy được là bây giờ đang ở cái mức là muốn xuống dưới À, 1.700 đô, bây giờ là 1.706 đô cho một ounce vàng đó là cái mức hợp đồng hiện tại Còn về crypto thì sao? Các bạn có thể được là crypto đó thì vẫn tiếp tục Chúng ta thấy được là BTC đó có cái sự tăng trưởng cho lên bây giờ là mức 20.534 Mặc dù là ngày hôm qua chúng ta nhận được cái thông tin xấu liên quan tới uh, phần trăm lạm phát 9.1% Mặc dù chúng ta thấy được là vẫn đang đối đầu với là những cái sự kiện như là Tuyero phá sản, Celsius phá sản, Voyager phá sản Mặc dù là thị trường chứng khoán màu đỏ hai ngày hôm nay BTC vẫn tiếp tục cho chúng ta thấy được là HODL vẫn giữ cái mức là xoay quanh 20.000 đô cho dù là chứng khoán không được ổn và trước khi chúng ta nói nhiều về tài liệu liên quan đến crypto đó thì có một cái thống kê cũng khá là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà nào mà quan tâm đến thị trường bất động sản ở Hoa Kỳ đó thì đây là một cái bài viết chia sẻ là 10 thành phố mà những cái người mà bán nhà đó là họ giảm giá nhà và chúng ta có thể thấy được bên dưới này đó là thống kê 10 thành phố và cái phần trăm này không phải là cái phần trăm họ giảm giá mà đây là cái phần trăm của cái số lượng người bán giảm giá giảm giá nhiều hay ít tên thì chúng ta không có biết được dựa trên thống kê này nhưng mà rất thú vị chúng ta có những thành phố như là Boise Idaho thì khoảng chừng 61,5% người bán đó đã giảm giá xuống. À, chúng ta có Denver của tiểu bang Colorado thì 55,1% người bán giảm giá xuống. Salt Lake City của Utah thì 51,6%, Tacoma Washington thì 49,5%, Grand Rapids Michigan thì là 49,3%, Sacramento California là 48,7%, Seattle Washington là 46,3%. Portland, Oregon là 45.7%, Tampa, Florida là 44.5% và Indianapolis của Indiana thì có 44.1% người bán giảm giá. Điều mà chúng ta cần biết ở đây đó là người bán giảm giá có thể là tại vì thị trường đã khẩn lại và cái giá mà họ đưa ra ban đầu đó có thể cũng quá cao cho nên họ phải giảm xuống để cân bằng với giá thị trường. Đây cũng có thể. Chúng ta bây giờ chỉ mới bắt đầu thấy là một số nơi là có cái hiện tượng giảm giá nhà mà thôi. Thuận thì vẫn đang chờ đợi xem coi là chờ thêm nữa tình hình sẽ ra sao Tại vì các bạn cũng mới biết Thuận vẫn đang tiếp tục chờ đợi xem coi khi nào mới là thời điểm thích hợp để mà mua thêm một căn nhà Khi mà có thông tin Thuận sẽ chia sẻ với các bạn Còn về BTC các bạn cũng đã biết rồi, bây giờ chúng ta vẫn đang ở cái mức là 20.551 và trong top 100 này đây chúng ta thấy được là BTC thì trong vòng 24 giờ qua tăng 1,3% Nhưng mà Ethereum đó thì tăng 7% Chúng ta có những đồng khác như là BNB thì tăng tương tự như BTC Nhưng mà XRP thì tăng 6,8% Solana 6,9% Cardano thì tương tự như là BTC Và Dogecoin cũng như vậy trong vòng 24 giờ qua đó thì chúng ta có trong top 100 này đó đồng tăng nhiều nhất là đồng khoan uh, tăng 22.9%, một số bạn nói là Sausage cũng tăng nhiều nhưng mà Sausage đã bị loại ra khỏi cái top 100 rồi. Chúng ta thấy được là Uniswap thì tăng 14% và av và RV thì cũng tương tự. Xuống nhiều đó thì cũng không có đồng nào gọi là xuống nhiều đâu các bạn. thấy được chúng ta có đồng Paxgo uh, thì xuống 1.1%, uh, còn lại thì không có cái dấu hiệu đi xuống. Chúng ta có thể uh, thấy được là bây giờ chúng ta vẫn còn rất là nhiều những bài viết Ngược lại với lúc mà thị trường tốt đó chúng ta có rất nhiều bài viết là người này nghĩ là giá BDC sẽ lên tới 200 ngàn Người kia nghĩ là giá BDC sẽ lên tới 500 ngàn vân vân Nhưng mà ngược lại khi mà thị trường không tốt đó thì chúng ta lại thấy những bài viết liên quan tới là Bitcoin sẽ có thể rớt thêm 30% nữa Đây cũng là chuyện chúng ta thường thấy mà thôi Nhưng cái nhà báo thì họ sẽ thường chuyển theo xu hướng Tại vì đương nhiên họ viết bài thì muốn người ta đọc cho nên lúc nào cũng sẽ chuyển qua cái xu hướng mà họ muốn người ta đọc nhiều nhất và có một cái meme thì muốn chia sẻ với các bạn như bây nào mà là fan của bộ phim uh, Inception thì sẽ hiểu khi mà Leonardo nói với người này ở trong cái uh, nhà hàng anh nghĩ sao khi mà tôi nói chúng ta đang chứng kiến Bitcoin Deep Bitcoin Deep Deep trong Deep các <laughs> bạn đã nhớ là bộ phim ăn cắp giấc mơ thì uh, đó chính là mơ trong mơ như bây nào mà xem phim thì mới hiểu được và thằng cũng đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua đó nếu các bạn tin tưởng BTC tin tưởng lịch sử với các chu kỳ của Bitcoin đó và có chiến lược đầu tư dài hạn tích lũy BTC ở những mức dưới 20.000 rồi chờ BTC lên đó là cách kiếm tiền dễ nhất mà Thuận biết. Đương nhiên các bạn có thể tin, các bạn có thể không tin. Bản thân Thuận thì các bạn cũng đã biết là vẫn đang tích lũy BTC trong thời gian gần đây. Và nói tới đây đó thì các bạn đã nhớ là Thuận có một chiếc xe đó chính là chiếc Lexus IS 250. Thuận đã chạy cũng khoảng 11 năm rồi. Và Thuận thì gần đây cái đây 6 tháng đó thì có mua cái chiếc Tesla S-Class như bạn cũng đã nhớ rồi. Thì 11 năm qua đó Thuận không có đổi xe cho dù là thu nhập tốt hơn. Chú tâm tiết kiệm dùng iPhone cũ hạn chế mua quần áo, làm việc không ngừng nghỉ chỉ vì một mục đích đó chính là trung bình giá thu gom stock, Bitcoin trả hết nhà. Điều thông tin là dùng 10 năm để đánh đổi phần còn lại của cuộc đời mình thì hoàn toàn là xứng đáng. Năm nay đã thuận 37 tuổi và cuối cùng cũng đã không thất vọng. Và hôm nay đây Thuận đã quyết định là sẽ bán chiếc xe này vì chỉ cần một chiếc xe Tesla thôi là đã đủ rồi, không cần hai chiếc đâu. Và thị trường xe cũ cũng đang hot cho nên không bán cũng muộn và có thể nhiều bạn sau khi mà đọc cái Star để xung đăng rồi sau đó đầy đọc cái bài này thì cũng có thể liên tưởng được là tại sao thường bán xe rồi chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái số lượng phần trăm Bitcoin đang có lời trên Classno tại vì đây không là một tài liệu mà nhiều bạn muốn theo dõi thì chúng ta đã thấy được là cái phần trăm có lời trên Classno bây giờ là 56,315 của số lượng Bitcoin đang có lời hiện tại thì coi như cũng là một cái phần trăm thấp so với là lịch sử và đã lâu rồi chúng ta không nhìn vào cái số lượng đòn bẩy trên thị trường nó còn nhiều hay là không thì đây là cái thống kê cái số lượng lệnh đòn bẩy bitcoin đó trên những sàn thì chúng ta đã thấy được là đúng là sau khi mà chúng ta thấy cái số lượng lệnh đòn bẩy ở cái mức đỉnh là tháng 11 của năm ngoái sau đó đó chúng ta đã thấy được là nó chung xu hướng nó là càng ngày càng ít Nhưng nên đòn bẩy trên sàn hơn và chúng ta thấy được là bây giờ chúng ta đang ở cái mức thấp mà nếu như mà trở lại đó thì khoảng chừng là tháng 8 của năm 2021, chúng ta thấy được cái đường màu xanh dương này đó đã có cái xu hướng đi xuống nghĩa là đang có càng ngày càng ít linh đồng bảy trên những cái sàn. Và những linh đồng bảy còn lại đó thì họ sử dụng như đồng bảy hay là không thì dựa theo cái tỷ lệ linh đồng bảy đó thì chúng ta thấy được là vẫn còn rất cao. Các bạn thấy được là hầu như là đang ở mức đỉnh luôn, có nghĩa là chúng ta thấy là cái đường màu xanh dương này đó đang ở mức cái mức cao Nghĩa là gì có nghĩa là tuy chúng ta có ít lệnh đòn bẩy trên những cái sàn hơn nhưng mà những lệnh mà đang có đó thì họ sử dụng lệnh đòn bẩy phần trăm rất là cao và đương nhiên mỗi lần mà giá BDC mà có biến động mạnh như là ngày hôm qua thì chúng ta thấy được là cả hai bên long và sốt thì sẽ bị thanh lý Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...